Vâng, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và hôm nay tôi đang có một chuyến khảo sát về cho gia đình anh Ngọc Anh tại Quảng Long, Quảng Bình để tiến hành khảo sát thiết kế cho gia đình anh một mẫu từ đường. Thì sau đây xin mời các bạn sẽ xem quy trình chúng tôi tiến hành khảo sát tại khuôn đất của gia đình nhà anh Ngọc Anh tại Quảng Long, Quảng Bình. Vâng, xin chào các bạn. Thì sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn khuôn đất của gia đình nhà anh Trần Anh tại Ba Đồn, Quảng Bình. Thì khuôn đất của gia đình nhà anh Trần Anh thì là nó nằm ở vị trí này, kéo dài qua tận bên này, nhưng hiện tại thì anh đang muốn là xây dựng một cái từ đường ở trong cái khu vực là đường chỉ giới màu đỏ này. Thì ở trong này anh muốn xây một cái từ đường kết hợp với một khu vực là nhà bếp cộng với nhà vệ sinh và một khu vực là có thể để ở. Đấy, cái từ đường này thì anh có hướng là 157 độ đông nam, và các bạn lưu ý ở chỗ phần này có một cái phần giếng, thì phần giếng này anh sẽ giữ lại. Đấy, cái phần giếng này anh sẽ giữ lại các bạn nhé, và toàn bộ cái cây này thì anh sẽ giữ lại này. Đấy, còn cái phần từ đường thì anh sẽ làm ở khu vực nhà cũ này. Đấy, có thể là dịch ra phần phía sau đây để là cho nó cân đối với khuôn đất của gia đình anh. Thì ở trong cái từ đường này anh làm là từ đường 3 gian bằng bê tông giả gỗ. Đấy, các bạn định nhớ lên phương án cho anh cần gấp phương án để có thể là thi công vào tháng 8 này, là phải bàn giao được toàn bộ cái từ đường này để anh làm dỗ. Để lưu ý để làm thiết kế làm sao cho nó phù hợp với toàn bộ khuôn đất của anh. Ở bên này thì khuôn đất này cũng là khuôn đất của anh này, nhưng mà anh sẽ không đụng vào khuôn đất bên này, mà khuôn đất bên này thì anh sẽ mở cổng thật rộng vào để sau này là để xe, để cộ, là để ở phía bên này. Đấy, các bạn lưu ý để lên phương án thiết kế cho gia đình nhà anh Trần Anh tại Ba Đồn, Quảng Bình.